Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125, phiên bản cũ được lột xác cực kỳ đẹp với một diện mạo tươi mới. Theo phong cách của cái dòng lật quay cây lâm đến từ bên Thái, cái chiếc Fuchsianel độ hôm nay gần như được thay đổi hoàn toàn với một diện mạo đầy mới lạ. Nó bật và chất chơi hơn rất nhiều, đi cùng với những phiên bản đồ chơi chất lượng tạo ra một mẫu xe hoàn hảo. Để mang lại cái sự an toàn tuyệt đối hiệu quả dành cho các bản nâng cấp hôm nay, người chủ tháo bỏ chìa khóa zin cơ bản, thay vào đó tận dụng ổ khóa thông minh nhằm tăng cái tính an toàn hơn cho con xe. Đi kèm với đó là những tính năng phụ như tìm xe hay báo động khi có ai tác động vào. Chi tiết áo được biến hóa theo cái tông màu xám bạc, kết hợp cùng với bộ tem vàng cũng khá đẹp. Phía trước phần mặt nạ có thêm sẵn ba lỗ ốc nên việc lắp rổ sẽ vô cùng dễ dàng, không cần cắt khoét trên dàn nhựa bóng. Đến với dàn chân, chúng ta thấy sợi dầu heo bấm đầu inox ôm theo cốc 45 độ đi thẳng vào con heo của Nissan Thái hai bên một bên. Phần vắc xin theo heo dầu tận dụng cho cái dòng lực Fuchsianel hay những mẫu lực quay 110 vân, kết hợp đĩa thắng kiểu Rainbow lồng đĩa lõm size là 220. Cái combo titan thay vào được tinh chỉnh sao cho đẹp nhất, hài hòa nhất với cái phần thân inox của bộ xe. Xung quanh động cơ một loạt ốc xi trắng ốc inox thêm chút nhấn nhá cho dàn chân một cái sự sáng bóng. Đến cái dàn chân sau, chúng ta thấy được phục hoa lim bình dầu liền nằm trên. Thông qua kết cấu phục, mình đoán đây là cái dòng là bản dành cho mình khi sử dụng. Trên bình dầu kết thêm một cái núm tăng chỉnh nhưng đang ẩn sau cái phần giả áo. Còn phần dàn chân được CNC lại phù hợp với xe sao cho cái kén phục không bị cãi vào mặt cái te. Viral dọn chuyển đầy sang chảnh khi chúng ta lên đèn quay đêm. Cái chiếc xe này là nguyên thủy, cái dòng Honda Vario 110 đã trở thành một phiên bản nâng cấp đẹp với nhiều món đồ chơi giá trị cao. Điển hình là cái hiệu nổi tiếng như Rainbow Holding, nó rất là chất chơi. Khoét cho mình một cái tông màu đỏ liền bạc trước tới sau, nhấn nhá nhẹ nhàng bằng vài chi tiết nhựa nhám bạc rất nhẹ nhàng. Phía trước phần đầu không biển số to lớn, size rất quen thuộc, anh em chơi là hiện ngay. Cái biết trước, cái phần dàn chân, vị trí này được chia ra cũng khoản tiền khá khá, ước tính hơn khoảng 4 triệu. Trang bị có hai con Rainbow lông đỏ 2 bit ở xứng, đi cùng ở dọc Quiz, những cái đầu xây được 360 độ. Phần đĩa là của Nissan đồ chơi, sau kích thước là 220. Hai thảo chỉ lên cái bộ 4 Ross chính hãng Levin sản xuất, kết hợp cùng với cột inox đem tới hơi thở mạnh mẽ hơn con xe. Phần dàn ống nước giảm nhiệt lại xong đến từ Samco đỏ cũng khá đẹp. Tận dụng cho mình cái vụt Holding bình dầu liền nằm dưới, đây là một trong những cái điểm nhấn vô cùng quan trọng tôn vinh cái nét đẹp của chiếc xe. Phiên bản bình dầu nằm trên này cho người chơi phải chấp nhận các quét áo để gầm không bị cạc cứng khi thắt lắp. Và cuối cùng không thể kể đến chính là bộ mâm của dashboard cái bản 8 cây, giúp cho xe đẹp nó bật hơn khá nhiều nhưng vẫn giữ được cái sự cứng cáp vốn có một cái dòng là Vario 110. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, được tiếp nhớ like, subscribe.